Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Năm, ngày 22 tháng 12. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo. Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Kết quả này góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chuyến hành trình ở vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, hôm nay lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thăm chúc Tết tại đảo Hòn Chuối. Tối qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Tham gia cuộc điện đàm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đứng đầu một số ban bộ ngành hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng, đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực, nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước, thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam Cuba, bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước, trao đổi những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới, nhất trí tăng cường hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục trao đổi lý luận, kinh nghiệm, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, y tế, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Đồng chí Miguel Díaz-Canel bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các dự án tại Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán buôn, bán lẻ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời mời đồng chí Raúl Castro và đồng chí Miguel Díaz-Canel sớm sang thăm lại Việt Nam. Đồng chí Miguel Díaz-Canel cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Năm 2022, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, truyền thống, gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng phát huy. Trong đó đáng chú ý là đã tổ chức thành công SEA Games 31. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng là một trong những điểm sáng, đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau đại dịch. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng. Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. Triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, chiều tối nay, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh do ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các vị linh mục tại trường Trung cấp Kỹ thuật Don Bosco Mỹ Thuận thuộc phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Cùng đi với đoàn có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Quân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Thăm ban giám hiệu trường, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư tỉnh ủy, trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của các vị linh mục, các thầy cô giáo trong việc dạy văn hóa, dạy nghề cho thanh thiếu niên, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Bí thư tỉnh ủy cũng ghi nhận sự phối hợp của các vị linh mục, ban giám hiệu trường với chính quyền địa phương
trong giải tỏa và bàn giao mặt bằng để triển khai đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, công trình trọng điểm quốc gia đóng trên địa bàn tỉnh. Ông cũng mong muốn các vị linh mục, tu sĩ, các thầy cô giáo tiếp tục giữ vững thành tích đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, phục vụ nhu cầu của xã hội. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy chúc các linh mục, các tu sĩ, các thầy cô giáo và các em học sinh mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long thăm và chúc mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đại tá Phạm Giang Kim, tỉnh ủy viên, chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp đoàn. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời đánh giá cao lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm qua đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Đại tá Phạm Giang Kim, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cảm ơn những tình cảm mà lãnh đạo các sở ban ngành dành cho lực lượng vũ trang và mong muốn trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, giữ mối quan hệ phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó. Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan đơn vị, các sở ban ngành đoàn thể địa phương, nên năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Kết quả này góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu các cấp, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Từ những kết quả này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long được Quân khu 9 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua năm 2022. Tham mưu và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, phối hợp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt chất lượng, tuyệt đối an toàn. Chỉ đạo tổ chức hội thao trung đội giao quân cơ động cấp huyện, cấp tỉnh đạt được mục đích yêu cầu đề ra, tham gia hội thi pháp lực về dân quân tự vệ và hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân đạt kết quả tốt, xây dựng lực lượng thường trực dự bị động viên dân quân tự vệ đúng đủ theo biên chế các đầu mối đơn vị, nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương và cơ sở. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng. Trong đó, tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khi có phong trào quyết thắng thì mỗi người chiến sĩ cũng như cán bộ sẽ có quyết tâm cao hơn để thực hiện và cố gắng đảm bảo cho mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Để nâng cao cái chất lượng huấn luyện trong năm 2022 vừa qua là một là công tác là tập huấn cán bộ, hai là cái công tác mà kiểm tra là giám sát của cái đội ngũ cán bộ mà cán bộ trực tiếp quản lý đối với chiến sĩ. Thứ ba nữa là phải rèn luyện cho là chiến sĩ là có bản lĩnh là chính trị vững vàng và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ chủ trương biện pháp thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá, tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Các đồng chí cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về quân sự quốc phòng đã được phê duyệt. Song song đó, cần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, công tác tuyển sinh quân sự và chuẩn bị cho thật chu đáo và tiến hành tốt các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện,
phát huy được tốt cái vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, và phải thật sự nêu gương, mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm, trí tuệ, năng lực thực tiễn để đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu, các nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài. Với sự nỗ lực, quyết tâm trong lãnh đạo, sự đoàn kết thống nhất của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành của các địa phương, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long nêu bật quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, 45 năm xây dựng và trưởng thành, 22 tháng 12 năm 1977, 22 tháng 12 năm 2022, 30 năm phát sóng truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin giải trí của khán thính giả. Các chương trình phát thanh và truyền hình ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng, được đông đảo khán thính giả đón nhận và đánh giá cao. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã dần trở thành người bạn thân thiết với mọi nhà. Đài Vĩnh Long có một cái đầu tư về mặt bản sắc văn hóa của các địa phương. Tôi cũng thấy là anh em của Đài Vĩnh Long đó, ngày càng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, có một cái tìm tòi, sáng tạo. Các chương trình của Đài Vĩnh Long nó gần gũi với nhiều bạn xem đài. Đài Truyền hình Vĩnh Long là một cái ký ức tươi đẹp của tuổi thơ em. Vì ngày xưa ở nhà thì dùng anten để coi, mà nhà em thì ở Kiên Giang. Nhưng mà ngày nào gia đình em cũng hay coi Đài Vĩnh Long. Em còn thích những cái chương trình phóng sự, những cái chương trình về ngày Tết. Hàng xóm em thì cũng rất là chuộng coi Đài Truyền hình Vĩnh Long, vì một trong những cái kênh thông tin văn hóa phổ biến của miền Tây Nam Bộ. Gần như là những cái tin tức của miền Tây thì được đưa rất là nhanh, và kể cả những cái chương trình về văn hóa, về giải trí cũng rất là phù hợp với cái thị hiếu của người Nam Bộ. Chương trình Vĩnh Long thu hút chỗ này chỗ kia vậy là nó hơi nhiều hơn mấy cái chương trình khác vậy đó. Chị cũng muốn coi cho hiểu biết vậy đó, thì mình coi lại sự biết nhiều nơi, biết người ta sống sao rồi mình coi vậy cho mình biết vậy, như hòn chuối rồi nè. Đối với người dân Cà Mau nói riêng, người dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đại bộ phận đều có cái nhận xét là các cái chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long là cái đài có nhiều cái chương trình phong phú, hấp dẫn và thiết thực trong cái phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, và được nhiều người quan tâm theo dõi. Có thể khẳng định Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long là một trong những đài địa phương mạnh nhất, có lượng công chúng theo dõi lớn nhất, và cũng có những chương trình, những nội dung có thể nói là cũng gây rất nhiều ấn tượng, không chỉ cho công chúng địa phương ở Vĩnh Long mà còn gây một cái ấn tượng rất là tốt đẹp, sự tiếp nhận rất là có thể rất là hào hứng của các công chúng, của khán giả của cả khu vực Đông Nam Bộ và kể cả khán giả cả nước. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long nếu so với các tỉnh khác, đó là đài phát thanh truyền hình mạnh nhất, phải khẳng định là mạnh nhất bởi những các yếu tố sau đây. Thứ nhất là có một cái đội ngũ cán bộ phóng viên rất là đông đảo, tính chuyên nghiệp trong cái tác nghiệp rất là cao. Thứ hai là cơ sở vật chất của Đài Vĩnh Long, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là những cái hạ tầng chuyển phát sóng thì rất là phong phú, rất là đa dạng và được trải rộng khắp cả nước. Đài Vĩnh Long là nó có rất là nhiều cái chương trình rất là phong phú, đặc biệt là các cái chương trình thời sự, chính trị, xã hội thì nó rất là sát với cái cuộc sống, phản ảnh những cái tình hình nóng bỏng của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và gần đây thì mở rộng là nó nhiều cái thông tin cả nước giúp cho cái khán giả của đồng bằng sông Cửu Long nói chung, và đặc biệt tôi có được nhiều cái thông tin bổ ích để trong cái cuộc sống hàng ngày. Được khán giả tin yêu, lãnh đạo tin tưởng, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long càng hiểu thêm trách nhiệm của một cơ quan báo chí là không ngừng đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng thông tin và giải trí, phục vụ nhân dân với phương châm mang niềm vui đến với mọi nhà.
chị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Vũng Liêm khóa 12 khai mạc kỳ họp lần thứ 7, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 và thảo luận đề ra định hướng phát triển năm 2023. Bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự. Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất đánh giá trong năm 2022 tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và nhân dân, huyện Vũng Liêm đã khôi phục lại sản xuất, đưa kinh tế xã hội phát triển ổn định. Trong năm đã thực hiện đạt và vượt 13 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân đề ra. Đặc biệt là đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng gần 2%, giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng trên 13%. Huyện đã huy động được nhiều nguồn vốn, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thảo luận đề xuất giải pháp định hướng tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Sáng nay, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khối ngành sức khỏe, hệ vừa làm vừa học. Trong đợt này, có 340 sinh viên được trao bằng tốt nghiệp ngành kỹ thuật xét nghiệm y học và điều dưỡng. Trong đó, ngành điều dưỡng có 279 sinh viên. Ở các chuyên ngành, điều dưỡng hậu sinh, điều dưỡng gây mê hồi sức, điều dưỡng nhà khoa, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm 23%. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là nhân lực khối ngành sức khỏe, Trường Đại học Cửu Long mở thêm nhiều hệ, nhiều ngành đào tạo, đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho khu vực và cả nước. Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hoạt động Xuân Tình nguyện, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp lễ Tết và lễ hội Xuân Hồng 2023. Khoảng 300 người, chủ yếu là lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long tham gia. Sau khám sàng lọc, cơ quan chức năng đã thu 161 đơn vị máu, góp phần đáp ứng yêu cầu cho cấp cứu và điều trị người bệnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với thông điệp hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, đợt này Vĩnh Long phấn đấu 100% huyện, thị xã, thành phố và các ban ngành đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long tham gia hưởng ứng chiến dịch. Vận động ít nhất 2.500 người đăng ký hiến máu và tổ chức tiếp nhận được 2.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. Chương trình hiến máu nhân đạo cụ thể là cái lễ hội Xuân Hồng cũng như là ngày hội Xuân Hồng, đặc biệt là Chủ nhật đỏ, là một cái hoạt động mà có ý nghĩa rất là lớn, đặc biệt là trong cái nhu cầu mà hiện nay là cái nhu cầu về máu để phục vụ cho công tác điều trị rồi khám chữa bệnh là rất lớn. Chính vì thế, trong thời gian vừa qua thì đối với tỉnh Vĩnh Long là các cấp chính quyền thì luôn quan tâm để mà vận động tổ chức các cái chương trình hiến máu tình nguyện, sự tham gia hiến máu của các cái lực lượng, trong đó có lực lượng công an, cán bộ công chức viên chức và người dân. Hàng năm thì tham gia rất là cao và qua đó thì cũng đã vận động những người thân, bạn bè cũng tham gia cái chương trình hiến máu. Và chúng tôi thấy rằng là cái hoạt động này nó rất có ý nghĩa, giúp cho những cái người mà cần máu được điều trị kịp thời, cứu được sinh mạng của rất là nhiều người trong cái điều kiện cần thiết. Theo Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2020 đến nay, thực hiện các chiến dịch và các sự kiện về hiến máu tình nguyện, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 26.630 đơn vị máu. Tiếp tục hành trình thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, hôm nay đoàn công tác của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam đã đến đảo Hòn Chuối. Đảo Hòn Chuối là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc. Đảo có địa hình rất phức tạp, độ dốc cao, điều kiện khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, mưa ít, nắng nhiều với hai mùa gió rõ rệt. Sau khi tàu cập bến đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, thì đoàn chúng tôi di chuyển với một đoạn dốc khoảng 400m, chiều cao khoảng 130m mới đến điểm tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Và phía sau chúng tôi là trạm radar 615 thuộc vùng 5 Hải quân. Thay mặt các đoàn công tác, ông Phan Văn Giàu, tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trưởng đoàn tỉnh Vĩnh Long gửi lời chúc sức khỏe, chúc các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo ăn Tết vui tươi, ấm áp, năm mới đạt được nhiều thành công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó. Các đoàn công tác cũng đã tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm radar 615 thuộc tiểu đoàn 551 vùng 5 Hải quân, đồn biên phòng 704 thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau và trạm hải đăng Hòn Chuối thuộc Bộ Giao thông Vận tải, tổ nhân dân tự quản và lớp học tình thương trên đảo. Động viên, chia sẻ các chiến sĩ yên tâm công tác. Tôi muốn nhắn nhủ một điều là tất cả những người ở đất liền luôn luôn hướng về biển đảo, hướng về các chiến sĩ đang đứng ngày đêm ở tuyến đầu của Tổ quốc. Và cũng nhân dịp năm mới thì tỉnh cũng đến để chúc cán bộ chiến sĩ năm mới và gia đình mạnh khỏe, thành công trong công việc và đặc biệt là các chí luôn giữ tay súng để bảo vệ bình yên cho vùng trời, vùng biển của quê hương. Đoàn đi thăm chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ của trạm radar 615 cùng các lực lượng đóng quân trên đảo và nhân dân trên địa bàn. Thì qua đấy thì cán bộ chiến sĩ của trạm cùng với các lực lượng và nhân dân trên địa bàn cảm thấy rất là tình cảm, ấm áp. Và qua đấy thì càng cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ. Các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến tặng các em học sinh ở lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Hiện nay, lớp học có 21 học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 đã được công nhận là một điểm trường trong hệ thống giáo dục của thị trấn Sông Đốc. Thưa quý vị và các bạn, đây là cha đẻ của một lớp học tình thương tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Và càng đáng quý hơn, sau mấy mươi năm phục vụ trong quân ngũ, khi về hưu, người cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thời vẫn miệt mài cống hiến cho địa phương. Và trong thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về người cựu chiến binh hết lòng vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn này nhé. Cố gắng làm sao để cho các cháu này nó đi lên một bước, cố gắng giúp làm sao cho các cháu phải biết một con chữ nhất định để rồi sau này thí dụ nó muốn xin vào các cơ quan hoặc các công ty để nó làm việc thì nó cũng biết viết một cái đơn. Con cảm ơn ông bà. Ông bà cho con quà cáp, cho con đi học đàng hoàng. Quý vị cống hiến sức mình trong thời chiến, đến thời bình, người cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thời vẫn miệt mài chăm lo cho những mầm non của Tổ quốc. Nhờ có những tấm lòng cao cả như ông mà nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi có được cuộc sống mới tươi sáng hơn. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.